Nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, các cựu chiến binh Mỹ trở về sau cuộc chiến, những người rời Việt Nam trước khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 và những thuyền nhân Việt Nam cùng với thế hệ trẻ đến tham dự lễ đánh dấu 40 năm ngày 30 tháng 4 ở thủ đô Washington. And we know that the sacrifices in that brutal war among our fellow soldiers, the cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến, đã bắt đầu câu chào tiếng Việt, mở đầu phát biểu với các cựu chiến hữu mà ông gọi là anh em cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, tại buổi lễ diễn ra ngay bên đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở quảng trường quốc gia của thủ đô Washington. Vietnam Veterans Memorial. Ngắm nhìn bức tường đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam được lập lên để vinh danh các chiến binh Mỹ hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi nhớ rõ sự hy sinh trong cuộc chiến của các chiến hữu của chúng tôi, cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều chiến hữu đó có mặt ở đây hôm nay. Nếu có một bức tường ghi tên các chiến hữu đã hy sinh mạng sống cho cuộc chiến tranh vì lý tưởng dân chủ và tự do, thì bức tường đó phải lớn gấp 4 lần bức tường này. Thành thực mà nói, nếu như có một bức tường để ghi tên các chiến binh cộng sản bên kia chiến tuyến của chúng tôi, thì bức tường đó phải lớn gấp 24 lần bức tường này. Trước đó trong ngày, Việt Nam đã tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 trước Dinh Độc Lập cũ ở Sài Gòn, nay là Hội trường Thống Nhất. Cựu thượng nghị sĩ Jim Webb cũng kêu gọi tiếp tục nỗ lực hàn gắn và hòa hợp sau cuộc chiến tranh tàn khốc. Tôi kêu gọi các bạn, tất cả các bạn giúp sức cho chúng tôi và những người khác tiếp tục nỗ lực mà chúng tôi đã làm, thứ nhất ở nước ngoài, trong lịch sử của Việt Nam. Chúng ta có thể chung sức với nhau để xây dựng dân chủ tại quê hương mến yêu của các bạn. In the homeland that you all have loved. Trả lời đài VOA về thông điệp gửi cho chính phủ Việt Nam nhân đánh dấu 40 năm sau chiến tranh, ông Jim Webb nói, đến lúc Việt Nam phải tạo dựng hòa bình với người dân Việt Nam. Bản thân tôi đã nỗ lực cho sự nghiệp đó từ năm 1991 để tạo ra một sự tương kính giữa đôi bên, trong đó có những người Việt hải ngoại ở đây.